À, xin chào các bạn quý vị nhé. Hiện tại là để mà về một bữa ăn thì chưa xong, có rất nhiều món. Nhưng để tránh cái tình trạng sốt ruột, tôi xin mời đồng chí ngồi luôn vào đây ăn cơm đi. Thế chưa được ăn món chính à? Còn đâu món chính ngày hôm nay là dành cho những ai đam mê thì mới đợi được. Món chính là món gì mà chờ? Món chính chuyên sốt ruột. Xin mời. Chờ cả buổi chiều rồi vẫn chưa được ăn hả? À, vẫn đang trong quá trình làm. Đấy, và bây giờ thì nói chuyện mẹ thì xin mời ở nhà vào. Bắt đầu được ăn. Cái này chắc được ăn rồi. Đấy, mẹ cho mẹ cay nước đây để mẹ uống cơm. Cứ bình tĩnh. Rồi, cái món rất là chín luôn. 3 giờ chiều đến bây giờ đến lúc món chính thì này bảo là chưa được ăn. Ăn đi rồi. Mẹ cơm thì là món phụ rồi. Đây, đây trước khi mà ăn uống vào mình phải uống thuốc dạ dày nữa nhá. Ông không những cãi thì uống chưa? Ôi, khỏi rồi, khỏi rồi. Khỏi luôn. Sau 3 ngày trào ngược uống có 3 ngày tôi khỏi rồi nhá. Uống tuyệt dạ dày. Cố luôn khỏi dạ dày rồi. Thuốc dạ dày cho mọi người nhá. Đây, cái này là ăn dạ của mọi người này. Đấy, một hộp 20 gói là tôi ba giờ bát uống luôn cho nó tiện. Đấy, anh chị em nào mà bị giảm dạ dày thì trào ngược dạ dày, bị loét dạ dày, bị HP dạ dày nhá, là phải uống ngay cái này vào. Đấy, an toàn luôn. Trong lúc chờ đợi món chính thì mình tranh thủ mình phải gọi là uống thuốc đã. Đấy, tôi bị trào ngược dạ dày, mọi người biết không? Mọi người nghe giọng tôi thì biết rồi, trào ngược dạ dày rồi. Đây, cảnh quá. Anh em nào bị gặp tình trạng đau dạ dày, chảy máu dạ dày, loét dạ dày, HP dạ dày nhá, uống cho mình từ 3 đến 5 ngày là có kết quả luôn. Đấy. Tôi thì chịu khó uống. Mình thì bị trào ngược dạ dày cho nên là mình rất là chịu khó. Đến bữa ăn là phải lo cái việc uống trước. Đấy. Rất là dễ uống mọi người ạ. Đây nhá. Đây anh chị nào mà bị loét dạ dày, trào ngược dạ dày, đấy, muốn ăn ngon thì phải uống sản phẩm ăn tại nhà tôi 350 hộp. Ví dụ này có 3 ngày khỏi nhá. Uống đi mọi người ạ. À. Nó an toàn bởi vì nó bằng thảo dược nhá. Nó bằng thảo dược lắm, nó giúp cân bằng dịch bị axit dạ dày này. Người bị loét dạ dày uống có người đang phút sau là thấy đỡ đau luôn rồi. Một hộp 20 gói, mình uống 2 gói nhanh nhanh nhá. Đấy. Vào việc. Anh em nào mà muốn bị gặp các cái tình trạng bị dạ dày thì uống ngay cái dòng sản phẩm này cho em Kiều nhá. Ăn dạ nhá. Ok. Bây giờ được ăn chưa? Vào việc. Vào việc đi. Mời ông đi.